Chào cả nhà, hôm nay chủ nhật mình có nấu bánh canh thịt vịt. Đây, nay mình đang cháy vịt. Đây mình đang cháy nồi vịt này nha. Rồi Khoa thì đòi ăn cá. Cá này là cá sát mà người ta gọi là cá mại, kho khô. Mình mua đây mấy trăm gram mình kho cho Khoa. Khoa phái ăn cá này lắm. Hôm nay mình nấu bánh canh, mình mua vịt. Mình nấu với củ cải đỏ. Đây củ cải đỏ đây. Rồi mình nào mua bánh canh, mình mua bánh canh này đây, cái loại bánh canh này. Bánh canh này có cái con bánh canh này là bột lọc. Y như là nó như làm như con bánh lọt vậy đó mọi người. Mình nấu, hôm nay chủ nhật mình ở nhà mình nấu bữa. Đây, bây giờ mình đã bỏ đồ vô trong cá mại đây, mình ướp thấm, mình ướp củ hành. Củ hành với đồ đạc, đồ đường, bột ngọt đồ vô xong mình để đây cho nó thấm một hồi rồi mình mới kho. Còn vịt á, thì mình cũng đã ướp rồi, bây giờ để thịt vịt săn lại rồi mình sẽ bỏ nước vô mình nấu. Vịt á, mình mua về á, nó thường thường nó cũng bị hôi. Nên mình đã lấy gừng mình rửa vịt cho nó sạch, nó sẽ không bị hôi. Rồi bây giờ thịt vịt nó đã săn rồi, bây giờ mình sẽ chế nước vô. Mình có bỏ một chút nghệ tươi, bột nghệ, bột nghệ nên cho nước nó hơi vàng với thịt vịt nó hơi vàng cho thịt vịt nó không bị trắng, nó không bị ngán. Bây giờ mình chế nước vô rồi, bây giờ mình sẽ sắc củ cà gót để mình để vô nồi bánh canh. Cá mại nó đã thấm rồi, bây giờ mình bắt bếp lên mình kho nha cả nhà. Bây giờ con gái mình mới lột củ hành, bây giờ mình xắt củ hành ra để mình cháy nặng một hồi bỏ cho bánh canh. Củ cà gót á mình cũng đã xắt xong rồi, bây giờ mình cũng bỏ vô nồi bánh canh luôn. Mẹ cà gót ăn sống được cho con cục mất sống ngọt cho miếng. Hành và bỏ tiêu vô. Đây bây giờ mình sẽ bỏ hành vô. Bỏ hành vô nồi cá. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ xay tiêu. Sẽ bỏ tiêu vô luôn. Thơm lắm mọi người ơi, cả nhà ơi, thơm. Mùi thơm nó bay lên rất là thơm luôn. Cái này chắc mình ăn sạch nồi cơm luôn nè. Đây đó, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi, cá mình chín mình sẽ tắt nha. Bây giờ mình bắt đầu mình phi hành tím. Đặng hồi mình để vô bánh canh, bây giờ mình chế dầu vô chảo rồi. Mình sẽ chờ dầu sôi, mình sẽ bỏ hành vô. Cái nhà biết không, hồi lúc trước mình đi làm công ty cá nên mình không có thời gian nấu nướng gì hết trơn, chỉ ông xã mình nấu nướng thôi. Mình chỉ chiều sáng 6 giờ năm mấy mình đi, chiều 6 giờ mấy mình mới về tới nhà chồng mình nấu cơm nước hết toàn bộ. Chủ nhật mình cũng không có thời gian luôn, lên ca xuống ca nên mình không có ca 12 tiếng, mình không có thời gian nấu nướng gì cho con hết. Bây giờ mình nghỉ công ty cá, bây giờ mình qua công ty thức ăn. Thì công ty thức ăn này mình chỉ làm ca có 8 tiếng à, nên mình có thời gian chiều mình về. Chủ nhật mình được nghỉ nấu nướng, chủ nhật cái mình nấu món này món kia cho con mình ở nhà ăn. Công việc thay đổi hoài mọi người, khó khăn, công việc làm khó khăn quá. Bây giờ mình xin việc làm chỗ này chỗ kia cũng khó khăn. Đây hành phi mình đã cháy xong cả nhà. Đây mình quay cho cả nhà con, mình tắt bếp rồi nhưng mà mình vẫn có quay. Mình ấy tới mình đảo qua đảo lại cho nó vàng đều á. Đây. Đây nó đã vàng rồi. Mình đợi nó vàng thiệt là vàng xong rồi cái mình sẽ để ra cho nó ráo. Rồi một hồi mình sẽ để vô bánh canh. Đây nồi vịt mình cũng đã chín rồi đây. Mình sẽ chờ con trai đem bánh canh lên. Con trai mình đi rửa bánh canh rồi, mình sẽ chờ bánh canh lên rồi mình sẽ bỏ vô.
Bây giờ mình sẽ để bánh canh vô trong nồi nước súp. Đây, nồi bánh canh của mình đây. Mình đã thả bánh canh vô rồi. Đây. Rồi mình chờ cho nó sôi, nó ấy là chín lên. Sôi một hồi lên là mình bỏ, mình sẽ xong. Rồi bánh canh. Bây giờ bánh canh đã chín, bây giờ mình sẽ múc ra nha cả nhà. Đây, mình sẽ múc của Khoa trước đây. Khoa nó ăn có 3-4 cọng giá mà cả nhà ơi. Khoa nó không ăn nhiều. Giờ ăn có 2 cọng giá à. Tiến thì ngủ rồi, một hồi Tiến thức dậy rồi mình sẽ múc cho Tiến sau. Đây, của Pha có rau nữa đây, có xà lách. Bây giờ mình sẽ cắt hành phi lên. Đây. Biết cắt hành phi không? Đây, mình đã muốn xong đây, chén nước mắm. Đây, đây tô của Hoa đây. Nè, tô chua chị 200 đây. Đây là tô của mình. Đây mình có chanh nữa nha mọi người, ai muốn ăn chanh thì nặng chanh vô. Ấy Khoa ăn cho cô chú coi coi. Đâu Khoa ăn thử rồi. Ăn ngon không? Không. Cho tới năm cấp 3 luôn thì mình cũng không bao giờ mặc hết, trừ những lúc mà chị Hai như thế nào nói cho mẹ biết đây. Đầu gối, xong rồi mình lại mang vớ, vớ da đó mình dán hết lên tới đầu gối luôn. Nhưng mà mình cũng hạn chế lắm, tại vì cái vớ nó cũng giả chân á. Cho tới bây giờ mình lớn rồi đó, da mình căng ra thì nó còn một xíu nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình không có tự tin đúng không? Bây giờ mình đã thấy là mình rất là tự tin, tại vì ngoài cái việc khuyết điểm của mình ra thì mình còn rất là nhiều ưu điểm khác. Mình hối hận là tại sao hồi nhỏ mình lại mang rồi vậy thôi. Mình mời mọi người nha, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.